các bạn, bữa nay mình sẽ chỉ các bạn cách mà để biết một cái số lạ mà gọi vào máy của mình là ai á. Thì mình bị những cuộc gọi số lạ vậy nè, nhá cái tắt rồi không, bạn nhé, bị gọi hai lần không, mình sẽ bấm vào số này đó, cái mình sẽ bấm vào xem chi tiết nè, mình sẽ copy cái sim này, chép cái số này nè đó, cái mình sẽ qua Zalo, mình sẽ tìm người đó, anh bấm thêm thêm bạn, mình sẽ số này là mình chả biết qua nè, mình bấm tìm. À, có nó ra nè, à, coi nè, nên là chắc là cái người này là bán số rồi, nhá máy thử số mình còn có bán hay không nè. Thì để trường hợp này mà tránh trường hợp này gọi lại, mình sẽ cho nó vào cái bìa đen nha, nè mình sẽ không chặn luôn nha bạn, chặn luôn số này nha bạn, tại vì số này nó cũng không có thiện ý gì đâu, mình chặn luôn nha. Rồi cảm ơn các bạn đã xem clip của mình.